Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn với cái channel của mình và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vận hành cơ bản về cái máy MVM này nhé. Thì trước tiên chúng ta sẽ giới thiệu về màn hình home, hai là màn hình sản xuất, ba là màn hình chuẩn bị sản xuất, màn hình thông tin sản xuất, bộ năm là bảo dưỡng, dữ liệu chương trình là 6, 7 là điều chỉnh máy. Thứ nhất thì chúng ta sẽ đi đến với màn hình home. Thì trước tiên thì là số 1 kia là cái nhấn vào đó thì là hiển thị cái chế độ người vận hành, đó là OP và các bạn OP trên line, các bạn công nhân đấy ạ. Thứ hai, nếu muốn chuyển đổi chế độ thì chúng ta sẽ chuyển đổi, nhấn vào số 2 thì sẽ chuyển sang chế độ dành cho kỹ sư. Số 3 ở đây thì sẽ là máy đang ở chế độ dành cho kỹ sư, nhấn vào đó thì nhấn vào số 4 thì là sẽ ngắt chế độ dành cho kỹ sư. Màn hình, đây là màn hình sản xuất nhá. Thì các bạn muốn sản xuất được thì các bạn phải nhấn đồng thời hai nút Enlink và Start ở trên máy, một cái nút Enlink ở trên thân máy và một nút Start ở trên nắp 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 của máy ấy, nắp cover. Và tiếp theo thì chúng ta đến giao diện skip liệu, chúng ta muốn gắn cái con liệu nào ở trên cái bo mạch, trên bản mạch của mình thì chúng ta sẽ vào cái phần này. Đây, chúng ta sẽ nhấn vào cái vị trí này nhé. Thì bấm vào đây để chúng ta sẽ block cái vị trí mà chúng ta muốn chọn nhé. Ở đây cho trên như trên màn hình này thì chúng ta chỉ thấy một bản mạch này, nó chỉ có một block thôi, thì chúng ta sẽ nó sẽ keep một block thôi. Là sẽ một chọn một là sẽ gắn hết. Và bấm số 2 ấy, thì chúng ta sẽ select cắm linh kiện của tape feeder được chọn. Số 3 là bấm vào đây sẽ select cắm linh kiện của chai được chọn. Bấm vào vị trí thứ tư là chỉ định hít trên máy cắm linh kiện. Thứ năm là chúng ta sẽ xóa toàn bộ những cái lựa chọn mà chúng ta vừa 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 chọn để gắn linh kiện. Tiếp liệu cho cái công đoạn là đo đo lên giá trị linh kiện của PVC. Thì màn hình tiếp theo này là màn hình chạy mô phỏng ở trên máy MVM nhé các bạn nhé. Thì nhấn vào số 1 là Simulate. Simulate thì nó là cái chế độ chúng ta sẽ bắt đầu chạy mô phỏng. Thứ hai thì số 2 ở bên này thì chúng ta khi nhấn vào đó thì chúng ta sẽ hiển thị một cái thông tin là nó hỏi là mình có muốn xác nhận nó là để chạy mô phỏng hay không. Và thứ ba này là reset sẽ về cái chế độ bình thường, gắn bình thường. Nhưng mà nếu mà muốn chúng ta muốn cái chạy chế độ mô phỏng mà không cần PCB thì chúng ta sẽ đây on off ở đây. Chúng ta sẽ tắt nó đi, off là chúng ta sẽ tắt nó đi nhá. Tiếp theo thì là ba giao diện model. Ở màn hình giao diện model này thì A ở đây thì là hiển thị ngày sản xuất, B là hiển thị tên của chế độ sản xuất, C là hiển thị quá trình công việc của cái đặt, D ở đây là cái thẻ để tải chương trình sản xuất, E là tải chương trình lên máy và online, F tải chương trình từ PT hoặc thẻ SD, G là xóa chương trình trong máy. Tiếp theo đến mục như cái chiếc xe đẩy ở đây thì nó là hiển thị vị trí đầu hút và thay đổi đầu hút. Đấy, một này à, một ở đây là hiển thị vị trí thay đổi đầu hút, và thứ hai là trả đầu hút ở trên hít. Khi ta nhấn vào đây ấy, chọn trước tiên là chúng ta sẽ chọn một cái port ở đây, port là nó vị trí nó rồ đó, chúng ta nhấn vào hai này là remove này, nó sẽ rơi xuống bàn. Tiếp theo là thứ ba là lấy đầu hút lên đầu các vị trí của hít. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn nếu mà muốn lấy cái đầu hút nào ở cái vị trí này, ở bất kỳ cái ô nào ở đây nó sẽ sắp xếp từ 11 đến tận 41 đấy. Chúng ta chọn, chúng ta chọn 12. Sau chúng ta nhấn vào trang này nó sẽ lên. Đây. Đấy. Tiếp theo thứ tư là hit angle, góc nhận dạng đầu hút. Thứ năm là nhận dạng kích cỡ đầu hút, nozzle check. Thứ sáu là kiểm tra bám bẩn của đầu hút. Đây, check xem là đầu hút có bẩn hay không. Nó sẽ hiển thị lên một cái hình ảnh nữa. Bảy là hình ảnh đo được hiển thị trên màn hình. Đây, bảy nó sẽ hiển thị trên màn hình. 8 là giá trị. Đấy nhá, 7 đây nhá, mét mét imager viết tắt đấy. 8 là giá trị đo được hiển thị trên màn hình, mét vát. Ve lùa. Khí. 9 là mở hoặc đóng thanh chắn. Thanh chắn ở trên cái bàn nozzle các bạn ạ, đấy. Close nó lại. Open là mở. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến chỗ mục Anger. Anger ấy là hiển thị tổng thể feeder được sắp sắp đặt. Thứ hai là hiển thị số feeder bị giữ lại. Thứ ba là hiển thị vị trí feeder được sắp đặt. Bốn là hiển thị mã linh kiện nếu kho có sẵn. Đây là những cái kiểu như dạng chúng ta nói là feeder list đấy. Thứ tư là hiển thị mã linh kiện kho có sẵn. Đấy, từ từ đây. Năm là hiển thị tên linh kiện. Sáu là hiển thị bước độ rộng và loại feeder.
Bước vít là 2. Toàn vít là 8 thôi nhé các bạn nhá. Tiếp giấy, paper. Ở màn hình dưới này nhá các bạn nhá, màn hình tiếp theo. Thì A là hiển thị tọa độ gắn vị trí linh kiện trên trục X. B là hiển thị vị trí độ gắn linh kiện trên trục Y. C không sử dụng chế độ này. Z đấy, Z là... Đối với những cái linh kiện ở trên này là toàn linh kiện nhỏ, chúng ta không phải sử dụng đến chế độ này nhé các bạn nhé. Chỉ áp dụng đối với những cái có linh kiện đặc biệt thôi. D là hiển thị tọa độ gốc của phím D. E là dạy lại vị trí lắp linh kiện. Đây, E. Pick up point là tít này. Đây gọi là tít tâm linh kiện đó các bạn nhé. Giao diện tiếp theo thì nhấn vào đây. Ở phần check in task, feeder được sắp xếp theo dữ liệu sản xuất. Được sử dụng cho sản xuất sẽ hiển thị màu xanh lam, không sản xuất sẽ hiển thị màu vàng lá. Ở đây thì chúng ta chưa. Chưa có hiển thị cái gì cả. Hai là hiển thị bước cấp nguyên liệu, pick đây. Ba là hiển thị độ rộng tép ở đây. Bốn là reset thông tin linh kiện của toàn bộ feeder. Năm là reset thông tin linh kiện trên một feeder được chọn. Ở hình ảnh dưới này ấy, thì A sẽ là bắt đầu công việc thay đổi pin. Extract start. Đấy, khi nhấn vào nó sẽ nâng cái pin này lên. Thường đối với những cái công ty mà sản xuất là bản mạch không ấy, không có carrier ấy thì sẽ dùng đến chức năng này. Còn bình thường nếu mà có carrier bằng nhôm ấy thì là nó sẽ hầu như là không phải dùng đến. B là hoàn thành công việc thay đổi pin thì chúng ta sẽ nhấn vào extract complete. C là di chuyển đầu hít tới vị trí thay đổi đầu hút. Tiếp theo là cài đặt chế độ sản xuất, nếu để on khi máy sản xuất đủ số lượng máy sẽ dừng lại. Thì ở cái cột này nhé, vào cột này nhé. Hai là cài số lượng sản xuất. Chúng ta sẽ muốn sản xuất theo kế hoạch ngày hôm nay đạt được bao nhiêu ấy, không muốn quá thì chúng ta sẽ cài đặt ở đây. Ba là hiển thị số linh kiện cần thiết cho số lượng sản xuất. Bốn là hiển thị số lượng bản mạch đã sản xuất. Đây ở đây nhé, carry. Tiếp theo đến màn hình tiếp theo nhé các bạn nhé. Màn hình này thì là màn hình hiển thị dữ liệu sản xuất. Một là số lượng bản mạch đã hoàn thành, nó hiển thị ở đây. Số lượng bản mạch đã đi qua đấy là dưới. Hai là hiển thị số lượng block đã được sản xuất. Ba là ghi lại thông tin sản xuất vào SD card. Bốn là xóa thông tin sản xuất. Năm là tổng thời gian hoạt động và chuẩn bị ở đây. Bước tiếp theo thì chúng ta nhấn vào cái vị trí có linh kiện đang bay bay này này, nhấn vào vị trí feeder. Thì thứ nhất thì nó sẽ hiển thị số linh kiện đã được gắp. Hai là hiển thị số linh kiện đã gắp bị lỗi, error. Đấy, đại khái là hiển thị bị lỗi. Thứ ba là hiển thị tỷ lệ gắp bị lỗi, tỷ lệ phần trăm đấy. Tiếp theo thì ở hình ảnh phía dưới này, vào cái chỗ chấm hỏi này thì nó sẽ hiển thị lần lượt. A là hiển thị lần lượt ngày tháng thời gian và nội dung lỗi. B là hiển thị chi tiết lỗi ở đây, error skin. Chết rồi. Đấy. B thì chi tiết lỗi. C là delay exit information, hiển thị thông tin về trục. D là chúng ta sẽ ghi lại lỗi vào SD card. Tiếp theo thì đến phần bảo dưỡng máy. Maintenance model. Thứ nhất là bấm vào số 1 này thì ta sẽ biết chi tiết hơn về các hạng mục cần bảo dưỡng. Đây nó sẽ hiển thị ở đây. Sau bao nhiêu giờ đấy các bạn ạ. Thứ hai là bấm vào số 2 này, history, là bấm vào đây để xem các hạng mục bảo dưỡng. Bấm vào số 3 là để xóa các thời gian hạng mục bảo dưỡng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ màn hình nhấn vào cái đồng hồ này, nhấn vào nozzle. Nhấn vào cái nozzle và nhấn vào cái mục cái nozzle nằm ngang này. Thì thứ nhất là đưa máy về vị trí bảo dưỡng để chúng ta bảo dưỡng đấy. Thứ hai là thay đổi vị trí bảo dưỡng. Ba là đưa máy về vị trí gốc origin, đưa máy về gốc. Bốn là thực hiện thêm hành động. Năm là đóng mở starter. Sáu là hiển thị kết quả khi căn chỉnh máy. Đấy, căn chỉnh máy ở đây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái data của cái PCB vận mạch. Đây chúng ta sẽ nhấn vào cái mục này. Và tiếp theo là đến cái mục này, vào PCB. Nó sẽ hiển thị kích thước, chiều dài, chiều rộng và độ dày bản mạch. Đây, dài, rộng và dày. Thứ hai thì để thay đổi góc tọa độ XY của bản mạch. Ba là đánh dấu tọa độ không tốt trên bản mạch.
4 là thay đổi gốc tọa độ băng tải, 5 là chế độ an toàn model khi chạy hai mặt, 4 đây, bộ đây, 5 đây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái mục mà skip liệu. Ở đây thì như cái phần này thì chúng ta sẽ nhấn vào cái mục này, hình cái bản mạch này, nhấn vào vị trí con linh kiện này. Nếu mà chúng ta muốn skip thì chúng ta ở đây phải phải có hiển thị hình ảnh của feeder ở đây. Chúng ta sẽ chọn vào một cái feeder nhất định nào đấy, chúng ta sẽ nhấn skip. Hai là có thể là tìm vị trí linh kiện để chúng ta skip. Tiếp theo đến cái hình ảnh switch này, vẫn nhấn vào cái này, nhấn vào cái biểu tượng này rồi sau đó là switch. Switch thì chúng ta sẽ cài chế độ bypass trong máy. Nếu on sẽ là bypass. Đây, bypass hết, PCB on, chúng ta bật hết lên. Off, đây là đây là chúng ta đang ở chế độ off nhé. Nếu on thì chúng ta sẽ bypass hết sạch lên. Thì tiếp theo là đến cái mục mà nhận dạng linh kiện. Thì chúng ta sẽ vào cái vẫn cái mục này. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấn vào cái mục có biểu tượng là có tâm linh kiện đây này, chúng ta chọn Pass Select, chúng ta sẽ chọn một cái feeder. Chọn một cái feeder nào đấy, ví dụ là chọn con 5 này chẳng hạn thế. Lựa chọn linh kiện. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn đầu hút cho nó. Sau bấm vào Recock để bắt đầu nhận dạng. Đấy nhá, đưa phải đưa cái này về chế độ Recock nữa này. Và chế độ nhận dạng. Tiếp theo thì bấm vào Start để đưa máy về Origin, cái hình ảnh này sẽ đưa máy về Origin. Đây chỉ là video giới thiệu qua thôi nhé các bạn nhé. Bấm vào Acid Info để xem thông tin trục tọa độ. Bấm vào Input Confirm và Output Confirm để kiểm tra điều kiện của máy. Bấm vào Nozzle Exchanger để thay đổi đầu hút. Tiếp theo là Action Check là để kiểm tra điều kiện khí của toàn bộ đầu hít. Vacuum Output Check thì để kiểm tra điều kiện khí của từng đầu hút. Nếu mà chúng ta muốn bét hết thì chúng ta sẽ vào đây, biểu tượng của cái máy, nhấn vào đầu hút. Sau đó vào cái mục này, nhấn vào bét hết này. Chúng ta sẽ chọn cái nozzle không cần thiết để chúng ta sẽ bét đi. Thì video của mình thì hôm nay chỉ giới thiệu qua về các cái hướng dẫn và thao tác của cái vận hành cơ bản của cái máy MVM thôi cho các bạn xem thôi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký để mình tiếp tục ra những video tiếp theo nhé các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.